Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông rằng: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Người còn nói với các ông rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà đáp lại: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại đang ngủ cùng giường với tôi không thể dậy để lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con cái xin con cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho chúng nó không? Hoặc là nó xin trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay chúng ta tạm chia 2 phần. Thứ nhất là câu chuyện của ông Abraham. Ông ấy mặc cả, năn nỉ, ỷ ôi, giằng co với Chúa để xin tha cho hình phạt, vân vân. Đó là cái cách nói của Cựu Ước để chúng ta hiểu phần nào, để minh họa cho cái phần thứ hai là lòng Chúa nhân từ bao dung, là người cha yêu thương chúng ta thế nào. Đặc biệt Chúa Giêsu dạy chúng ta sống cầu nguyện với Ngài bằng kinh lạy Cha. Vậy thứ nhất, cái câu chuyện Cựu Ước Sodoma chúng ta vừa nghe, Abraham biết rằng Chúa sẽ sửa phạt Sodoma. Và trong Kinh Thánh nói là sửa phạt của Chúa thì kinh hoàng lắm. Sai lửa từ trời xuống để thiêu đốt cả một thành phố, vân vân. Đó là những hình ảnh để nói lên cái sự trừng phạt cho người ta sợ. Nhưng mà rồi chưa nói được cái lòng nhân hậu đâu. Thì Abraham cầu xin mong rằng Chúa tha thứ. Thì Abraham mới đề nghị này: Thưa Chúa, bây giờ
trong thành phố này đông đúc này, nếu con tìm được 50 người công chính, là người tương đối không có tội lem nhem, thì vì những người này Chúa có tha hết thành phố này không phạt không? Chúa bảo được. Rồi Abraham nghĩ rằng chắc không có đâu, xuống xin Chúa nếu còn tìm được 45 người Chúa cũng được luôn. Rồi Abraham dặn con xin 30 người, rồi 20 người, rồi cuối cùng Abraham bảo thôi con không dám đâu, con không dám, con xin lần chót thôi, nếu tìm được 10 người Chúa tha không? Chúa vẫn tha như thường. Nhưng từ đó là hết sức của Abraham rồi, không thể nghĩ rằng một Thiên Chúa công minh công thẳng mà tha được như vậy. Một thành phố lớn chỉ có 10 người sống đạo đức thánh thiện, làm sao mà gánh cho bằng đó người. Thôi Abraham chịu thua. Không, cựu ước chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng mà bước qua tân ước, bước qua thời Chúa Giêsu thì chúng ta thấy không phải như vậy. Chúa Giêsu nói có một người chăn chiên có 100 con mà lỡ mất một con thôi, đó là một con đi lạc, một con sa đà, một con tội lỗi, cho là như vậy đi, thì Chúa Giêsu để 99 con ở lại để đi tìm cho được một con đó. Đó là tân ước, đó là Chúa Giêsu, mà Abraham không dám đi đến cái chỗ đó. Rồi cái thí dụ khác mà Chúa Giêsu nói, có một thửa ruộng Chúa gieo lúa tốt, rồi ban đêm kẻ thù nó đến nó bỏ cỏ lùng vào, rồi khi cả hai mọc lên, rồi người làm công nói thưa ông bây giờ ruộng của ông nhiều cỏ lùng, thì Chúa nói không, đó là kẻ thù nó muốn phá, không sao, anh cứ để đó, anh đừng có nhổ cỏ lùng lên làm chi, để cho lúa và cỏ lùng cùng mọc lên một lúc, sẽ có lúc tôi sẽ tính cái cỏ lùng đấy. Không hiểu được Chúa Giêsu muốn nói cái điều gì, lòng nhân từ của Ngài đến đâu. Và như vậy Ngài tạo đủ mọi điều kiện để cho những người xấu, người tội biết suy nghĩ, biết trở lại, để công chính, để được yêu thương, để được tha thứ, vân vân. Đó là trình bày của tân ước về khuôn mặt Chúa Giêsu nhân hậu. Còn ngày hôm nay chúng ta đi vào phần thứ hai, đó là kinh lạy Cha. Lạy Thầy, xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện. Vì nhóm nào cũng có lời kinh riêng, thì môn đệ Chúa Giêsu thấy Ngài cầu nguyện sốt sắng quá thì cũng thắc mắc Thầy cầu nguyện gì vậy, và Thầy dạy chúng con cách cầu nguyện như Thầy cầu nguyện. Thì chắc chắn chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, là Cha của Ngài, sống có tình con thảo, mà Ngài sống được là sống nhờ Cha và thực hiện ý của Cha, để trên trời cũng như dưới đất, để lan tỏa tình yêu thương của Ngài cho nhân gian. Cho nên Chúa nói cái lòng của Ngài, và Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Chính cái đời sống của Ngài, Ngài đang sống như vậy. Thưa anh em, đời sống của chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu chúng ta sống cái tâm tình của Chúa Giêsu bằng kinh lạy Cha đã đủ để chúng ta sống tình con thảo với Chúa. Vậy thì Chúa nói khi cầu nguyện thì kinh lạy Cha chúng ta đọc hàng ngày rồi, trong thánh lễ, trong nhà, trong ăn kia ăn cơm vân vân, quá quen rồi. Nhưng mà lời kinh có lẽ chưa đủ thấm sâu vào cái tâm hồn của chúng ta đâu. Chúng ta cần phải khám phá nữa, cần phải xin nữa, cần phải gõ nữa, cần phải tìm nữa. Cho nên Chúa mới nói là ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Chúng ta cũng xin, chúng ta cũng tìm, chúng ta cũng gõ nhiều lắm rồi mà chúng ta chưa được cái điều chúng ta xin. Vậy thì có cái gì sai sai ở đây đó?
sai sai ở trong đời sống đạo của mình đó, mình phải coi lại. Chúa nói đối với Chúa thì cầu nguyện xin cho danh Cha cả sáng, tức là làm cho mọi người được đón nhận Chúa, đón nhận tình thương của Chúa, biết Chúa. Rồi cầu nguyện để nước Cha trị đến, để cho nhiều người được làm con Chúa. Lòng Chúa Giêsu ước ao cái điều này, và tất cả đời sống của Ngài là thực hiện cái điều này. Cuối cùng Chúa cũng dám chết cho mọi người để được đón nhận tình thương của Chúa Cha. Trên thánh giá, Chúa Giêsu chấp nhận hết tất cả tội lỗi, hệ lụy của tội của nhân gian này trên đôi vai cuộc đời của Ngài. Ngài chết, miễn là Chúa được nhận biết tình thương của Ngài đến với nhân loại. Mà có được không? Đến ngày hôm nay, thế kỷ 21, bao nhiêu người tin Chúa, bao nhiêu người phá Chúa, bao nhiêu những cuộc khốn nạn đau khổ của thế gian này bởi vì vắng bóng Chúa. Còn đối với bản thân, kinh lạy Cha thì lại nói xin lương thực hàng ngày. Lương thực là cái gì? Là nuôi sống. Có phải là cơm áo gạo tiền không? Nó là lương thực cấp thấp thôi. Còn cái lương thực mà Chúa Giêsu nói với môn đệ là cụ là làm theo ý của Chúa Cha. Rồi xin cho được ơn tha thứ, và cũng biết thứ tha cho anh em của chúng ta. Rồi anh em cẩn thận đừng xa trước cám dỗ, xa trước mưu độc của kẻ thù, của ma quỷ. Ngày hôm nay người ta nói không có ma quỷ, đó là một luận điệu để người ta lừa dối nhau và tràn lan những tội lỗi do ma quỷ răng mắc để chúng ta mắc bẫy. Thì như vậy thưa anh chị em, Chúa nói chúng ta kiên trì cầu nguyện như là người bạn đã đến xin một người bạn kia đêm khuya cầu cứu đó, nhưng người ta phiền hà nhau. Nhưng Chúa mượn hình ảnh đó để nói là phải kiên trì. Kiên trì có nghĩa là chúng ta luôn ý thức cái việc chúng ta làm, bám chặt vào cái điều ấy, để chúng ta tâm niệm hàng ngày, chúng ta cầu khấn với Chúa hàng ngày, nhận ra một cái điều cần thiết trên tất cả những điều cần thiết khác của cuộc đời này, cơm áo gạo tiền, tất cả những điều cần thiết. Nhưng Chúa nói trước hết hãy tìm sự công chính, còn mọi cái khác Chúa sẽ cho sau. Như vậy thưa cộng đoàn, chúng ta có nhiều ngộ nhận lắm, chúng ta có nhiều sai sót lắm, chúng ta cầu xin quá nhiều. Ở nơi nào có một cái hành hương là chúng ta cũng đi tới hành hương Đức Mẹ Bảy Dâu, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Trà Kiệu, vân vân, nhiều lắm. Những người đạo đức họ đi hành hương nhiều lắm, cầu xin rất nhiều mà trở về tay trắng, chẳng có gì hết. Chúa ở đâu, Mẹ ở đâu vậy? Cầu xin nhiều lắm chả được gì, tìm kiếm rồi cũng chẳng gặp được cái gì như mình mong muốn. Gõ cửa hoài, gõ đủ mọi thứ nơi cửa mà chẳng được cái gì. Vậy thì chúng ta xin gì? Chúng ta kiếm gì? Chúng ta gõ ở đâu? Gõ làm gì mà chúng ta không nhìn lên Chúa là Cha? Hay chúng ta chưa nhìn đủ để thấy lòng Cha, một người Cha yêu thương và quan phòng cho chúng ta, đầy tràn không khí để sống, hào phóng mặt trời tỏa xuống cho kẻ lành người giữ, tất cả để diễn tả một người Cha nhân hậu như vậy, mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy đâu, không hết. Đôi khi chúng ta lại xin điều này lại được điều khác, chúng ta bất mãn. Chúng ta đang nghèo xin trúng số mà sao Chúa không cho nhỉ? Phải cho chứ, Chúa là Cha, Chúa biết con đang nghèo, Chúa phải cho con trúng số chứ, vân vân. Nhiều cái giống như vậy lắm. Đang ốm thì xin sức khỏe, quá đúng lý rồi. Đang nghèo xin tiền bạc, xin giàu có, xin hạnh phúc, quá đúng rồi, mà chỉ có Chúa không đúng thôi. Xin quyền lực, xin được mọi sự như ý,
trong cái ý nguyện chúng vẫn có cái ý là xin như ý, xin như ý của con, xin Chúa thực hiện điều con muốn chứ không phải theo ý Chúa muốn. Xin như ý con này nè, Chúa có ngon lành, Chúa làm cho con như ý con á. Như vậy không à? Lời cầu nguyện Chúa chúng ta nó là lời xin, lời cầu xin chứ không phải là cầu nguyện. Không phải là kết hợp, không là sống tình con thảo, không sống là ý Chúa. Thì tôi cũng vậy anh chị em, chẳng hơn gì anh chị em đâu. Tôi cũng xin nhiều, tôi cũng tìm nhiều, tôi cũng gõ nhiều mà chẳng đi đến đâu cả. Bởi vì tôi nghĩ lại, tôi có xin cái điều chính đáng không? Nó có phù hợp với đời sống của tôi không? Nó có ích lợi cho linh hồn tôi không? Tôi có suy nghĩ cẩn thận để tôi xin không? Và khi xin như vậy thì ai cho? Cha mẹ cho con cái những điều phù hợp, ích lợi cho nó, chứ không phải nó xin cái gì là cho cái đó. Nó xin cái xe Honda để nó phóng xe vào đường à? Nó xin một cái laptop để nó coi mạng, nó chơi bời, chơi game chứ gì trên đó à? Nó xin những phương tiện bây giờ dễ dàng cho nó để nói rằng bố mẹ giàu, bố mẹ sẵn sàng chiều chuộng con cái, thương yêu nó à? Không. Chúng làm cha mẹ chúng ta biết từ chối con cái những điều đó mà. Thì chúng ta xin gì? Chúng ta biết điều chúng ta xin không? Rồi chúng ta tìm cái gì có phù hợp với chúng ta không? Một người đang sống trong đời sống vợ chồng phải lo cho con cái mà cứ đi tìm vô nhà thờ ngồi một mình, trốn việc, trốn nhà, trốn tất cả mọi người. Một người thầy tu thì đi ra ngoài làm kinh tế, một người ở ngoài đời sống vợ chồng thì lo vô nhà thờ đọc kinh suốt ngày. Đúng không? Chúng ta tìm cái gì? Chúng ta gõ cửa nào? Ở đâu? Vậy thì lời Chúa Giêsu hôm nay Chúa vẫn nhắc nhở cho chúng ta để chúng ta sống. Vậy thì cầu nguyện với Chúa bằng kinh lạy cha để tăng thêm lòng mến, sống tình con thảo, tăng thêm ước muốn sống với Chúa trong tâm tình người con. Như vậy thì chúng ta sống khiêm tốn hơn, khiêm nhường để nhận biết rằng chúng ta nhỏ bé. Chúng ta sống được nhờ Chúa, chúng ta cần có Chúa. Khiêm tốn hơn, Chúa quyết định đời sống cho chúng ta, Chúa là chủ cuộc đời của chúng ta. Cuộc sống này phải có chủ, phải có Chúa, chứ không phải là ngày nay người ta lật đổ, người ta bỏ Chúa ra ngoài lề, người ta không cần. Chúng ta khiêm tốn một chút để thấy điều này, để cầu nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, để mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội, cho toàn thế giới. Không có Chúa thì thế giới này sẽ đi vào lộn xộn. Rất bao nhiêu điều đã chứng minh điều đó, không cần nói lại với sự quá dài. Rồi chúng ta cũng kiên nhẫn một chút nữa. Đôi khi chúng ta cũng không chịu nổi, sao tại sao Chúa lại quá nhu nhược như vậy? Cái thằng nó làm gian ác, nó gây chết chóc mà Chúa cứ dung dưỡng nó, để nó làm hại bao nhiêu con người. Chúng ta không đọc kinh lạy cha, xin cha tha cho con, cũng như chúng con cũng sẵn lòng để tha thứ cho những người khác. Chúng ta ít có cái tấm lòng, cái trái tim bao dung như vậy lắm, như lời Chúa dạy lắm. Thì hòa bình, thì bình an chưa ở trong lòng chúng ta, bởi chúng ta không có sự kiên nhẫn như Thiên Chúa muốn. Như lời kinh chúng ta đọc, chúng ta còn nóng vội lắm lắm luôn trong cuộc sống này. Rồi cuối cùng là sự hy sinh. Hy sinh thì chúng ta thời này chúng ta không có hy sinh, chỉ có những người muốn giảm béo, muốn gầy đi thì mới hy sinh bữa ăn thôi, chứ còn chẳng có ai hy sinh đâu. Vì mình thôi chẳng phải. Nhưng hy sinh của Chúa Giêsu, hy sinh của thập giá, hy sinh để đem lại ơn cứu độ. Hy sinh tức là biết biến đổi những cái giá trị
mà chúng ta coi là quý báu ở đây, dám hy sinh, dám đổi vì lý tưởng nước trời, vì Chúa, vì các linh hồn. Làm sao sống để phù hợp lời Chúa, hay phù hợp với lối sống của con cái Chúa, biết tin nhận Chúa là cha, mọi người là anh em, dám hy sinh không? Khó lắm. Ai cũng nghĩ đến mình, gia đình mình, đó là đúng. Nhưng mà hơn nữa, sự hy sinh để cho danh Chúa cả sáng nước cha chỉ đến, để cho mọi người được nhận biết Chúa, được làm con cái Chúa, được Chúa yêu thương như chúng ta. Chúng ta còn nhiều lỗ hổng lắm lắm luôn. Xin Chúa cho chúng ta biết hy sinh vì nước trời, vì những người khác. Tôi sợ dài quá, xin chúng ta tóm tắt là xin cho chúng ta được đọc kinh lạy cha hàng ngày thấm thía. Về chúng ta có đọc, nhưng mà chúng ta có lẽ cũng ít để ý. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta biết đọc, biết tìm, biết gõ, biết xin, biết đủ thứ hết, để làm sao cho đời sống của chúng ta thuận thảo theo ý Chúa, là con của Chúa. Hãy tìm sự công chính, còn những điều khác Chúa sẽ ban cho chúng ta. Chúa hứa như vậy. Xin cảm ơn cộng đoàn.